Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy MC đây và chúng ta sẽ quay lại trở lại với cái tựa game đó chính là Pixel Gun. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì lâu lâu rồi mình không chơi lại cái tựa game này và có vẻ như có khá nhiều thứ mới. Có mấy cái màn mới này. Toy Factory, Crystal Town, trên Roberry, Atlantis, có Atlantis cả. Mấy cửa trông rất lạ, mình còn chưa đánh bao giờ cơ. Chúng ta xem nào. Có thể nâng cấp được cái này không? Chúng ta sẽ vào trong, hình như có cái Battle Pass mới phải. Đây, Battle Pass đang khóa nhá. Và chúng ta phải mở khóa bằng cách là nâng cấp cái Battle Pass. Hoặc là mình thực hiện cái challenge đây cũng được này. Unlock, unlock thì mất cái điểm ở đây. Còn nếu mà chúng ta không có Battle Pass ấy, cái này cái gì ấy? Thì cho kiếm được cái đôi cánh ở trên này cũng được. Ui, đôi cánh đẹp chưa? Wow, người băng à? Đẹp thế. Thử chơi xem nào. Mình sẽ có một số nhiệm vụ đây. Ngày hôm nay chúng ta Battle Royale kiếm được 250 point. Và chúng ta sẽ có một cái nữa là sẽ Headshot 15 kẻ địch. Christmas Traitor lên cấp 17. Đây là một set đồ của ấy đúng không? Một set đồ ông già Noel đúng không? Set đồ người tuyết. Đẹp phết nhờ. Rồi, chúng ta sẽ đi thử xem. Mình test thử xem như thế nào. Open chest này. Đầu tiên cái này thì toàn đồ free thôi. Xem nào. Ok. Coi rồi, chắc chắn là coi luôn. Kiểu gì nó sẽ cho vào coi. Đấy, biết ngay mà, 5 coi này. Mình đoán không sai mà. Lâu không chơi nhưng mình vẫn còn nhớ. Có quả trứng này. Hatching đúng không? Và chúng ta sẽ chơi Battle Royale luôn nhỉ. Đây có Battle Royale đây. Battle Royale vẫn là có chế độ Mainland, cái XL. Còn đây là Small này, Team này. Mình sẽ thử mỗi chế độ một chút nhá. Lắm không chơi rồi. Không biết liệu rằng ta có thể bắn được không đây. Từ game này thì rất là hay. Nó giống kiểu Minecraft. Nó giống hệt Minecraft luôn. Chẳng khác tí gì luôn. Đây, hiện tại đang có, sao có một người vậy? Nếu không chơi được thì mình sẽ chuyển sang cái kia và chọn những cái khẩu súng mình tốt nhất đi. Đâu nhỉ? Và Amelry. Đây là súng của mình đây. Súng mà đầu tiên là súng Primary. Súng nào đây? Súng này. Có khẩu này là tốt nhất à? Có khẩu nào ngon hơn không nhỉ? Mình nhớ mình có khá súng cơ mà. Mấy khẩu này thì hơi đều. Đúng rồi, khẩu này đi. Súng lục thì mình có cái khẩu súng lục đôi ấy. Bắn ngon lắm. Đây này. Đây là khẩu súng lục đôi này. Đấy. Dao thì không có đồ gì cả. Hiện tại là mình không có mấy cái đồ xịn. Chúng ta chơi lại là nó sẽ update đấy. Nó kiểu là nó sẽ reset lại hết tất cả đồ đạc của mình luôn. Lần trước không phải đồ đạc mà reset hết tất cả tiền chứ. Lần trước tiền mình nhiều lắm mà. Bây giờ chẳng còn mấy nữa. Có là chổi bay này. Hay chưa? Cái này thì ta dùng cái gì nhỉ? Lần trước ta dùng cái vũ khí này là vũ khí đặc biệt đúng không? Đúng rồi, vũ khí đặc biệt là cho có cái này. Yes, đấy. Sniper thì mình đang dùng cái khẩu. Khẩu nào đây? Khẩu này là khẩu mình để trong sự kiện đây. Khỏi bắn cũng khá là kinh. Heavy. Vũ khí hạng nặng đây. Hạng nặng thì ta dùng cái khẩu Manticore. Cái này là 55 này. Cái này là 65 này, đang khỏe hơn này nhưng khó bắn hơn nhiều. Chơi cái này luôn. Mặc gì đây? Mặc giáp chứ. Armor này. Giáp vẫn mặt nạ các thứ thì mình vẫn có một cái mặt nạ đều đều ở đâu đó. Cái này đấy, vẫn đeo mặt nạ này. Mũ này. Mũ thì không có mũ nào cả. Thôi đi vào thôi. Let's go. Chúng ta sẽ chơi Teamfight nha. Để chế độ tử chiến này. Có nhiều chế độ mới lắm. Cyber Mode, Toy Factory, nhà máy đồ chơi, cửa mới này. Rất nhiều cửa mới được update. Đấy, đẹp chưa anh em? Ông già Noel này. Cây thông Giáng sinh này. Hay nhỉ? Rồi đấy. Let's go boy. Lên nào. 18 à? Thì ra được 18 này. Ui. Giáp. Ở mình đang team nào ấy? Team đỏ hay là team ấy đấy? Mình đã biết team nào luôn. Team là team xanh à? Rồi, ok.
Tốt, hay lắm, cái này khi rất rất ngon luôn. Rất là bá. Hay. Hay 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 hay, lâu lắm không bắn rồi. Bắn vẫn rất là tốt. Ấy 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 ấy. Thằng này bay kinh vậy, người băng à? Ui giời, kinh thật. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái này bắn cận chiến này anh em. Đấy. Bây giờ nó đổi nút rất là tốt rồi. Xổi rồi, headshot chết luôn. Một phát chết luôn. Bá đạo nhỉ. Khẩu súng này vẫn là bá, từ trước cái này vẫn là rất là bá mà. Nhưng mà đi qua đấy thì không không ổn đâu. À, ok ok ok. Nhắm lúc nào nhỉ? Ném bom này. E này, X này, C này, G này, không biết là lúc nào. Chết mày đi. Ok. Đừng có nhận với anh. Cái cận chiến nhá, cái cận chiến đánh cực kỳ thấm luôn, cực kỳ thấm luôn. Yes. Yes sir. Hay chưa? Chết mày đi này, giết được 2-3 mạng luôn bằng cái khẩu súng cận chiến này. Cửa này thì nên dùng khẩu súng cận chiến anh em ạ, đừng nên dùng súng khác. Đấy. Ui, đồng thế. Và chúng ta thắng rồi này. Wow, victory. Mình giết được bao nhiêu mạng đây? Ui, giết được 11 mạng này. Mình đang cần xem là cái nút kiểu là nhằm thì dùng kiểu gì đây. Chúng ta đợi chút nha. Mình sẽ xem cái nút nhằm mà dùng kiểu gì. Nhằm của chúng ta. À, nút ship à? Bó tay. Cho to lên. Đâu rồi. Đấy, đúng rồi, ship thật ạ. Ui xôi, lao vào nhanh thế. Không kịp làm gì luôn. Đâu rồi? Thằng nào ra ngoài? Đây. Có chim chết rồi. What? Không được anh em ạ, cái này hơi chậm. Thật sự hơi chậm, nó bắn kinh quá. Ghê thật, 49 rồi. Lên nào. Móc lốp vào sau. Một đấy. Hay. Núp vào cửa này anh em. Hai bé. Tốt. Bây giờ ở đâu nữa? Giáp. Ui. Được. Hay. Hết đạn. Trời ơi, không được rồi, quả là hết đạn rồi anh em ạ. One shot, cái súng của nó cũng sẽ là one shot thôi. Nào, súng này thì rất chi là tốt. Mày này. Bom mìn ạ. Mìn ở đâu vậy? Nó có giáp ạ, thằng này có giáp anh em ạ. Đâu rồi, từ từ nhá, đang xem, 16-21, bên nó bắn ghê quá. Này, bắn đằng sau luôn, tốt, yes, Jester, rất hay. Tốt anh em ơi. Yes, lấy đạn. Cận chiến, giết thằng này. Double kill luôn, headshot luôn. Hey. Chết rồi, quả này nó bật giáp lên nó giết mình rồi anh em ạ. Thấy thằng này, mình chỉ giết thằng này thôi. Không biết thằng nào khác, chỉ giết thằng này thôi nha.
Một vé, một vé. Không được rồi, nó ra nhanh quá. Nó bay lên được như vậy. À, cái súng bắn xa, súng bắn xa, súng bắn gần. Đâu rồi, súng bắn gần đâu rồi. Súng bắn gần của mình thì rất là bá đạo. Thay đạn, thay đạn, thay đạn, 27 so với 33. Quá cách biệt rồi anh em ạ. Làm sao đấy, làm sao đấy, làm sao mình có giết được nó đấy. Chết ngay. Không được rồi, thằng kia nó bắn luôn anh em ạ. Christmas Ultimatum. Ôi, chỉ được có 5 cái thôi. Mình giết được khá nhiều mạng đấy, không phải đùa đâu. Chúa giết bao nhiêu mạng đây? À, để xem nha. Chúa giết, sao giết có 3 mạng vậy? Ít vậy. Quá ít luôn. Chúa sẽ test thử và trải nghiệm thử cái một cái map kia khác nha. Có khá nhiều map nữa anh em ạ, nên không nên chơi một map làm gì cả. Đây này, chúng ta được 20 cái vương miện ra vẫn có thể lên được, vẫn có thể lên được. Chúng ta 500 source vào bởi cái weapon primary đúng không? Có rất là nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đấy, chơi một trận này được 100 cái này. Để xem nào, multiplay để xem nó có tăng cái kia không. Chúng ta vẫn phải mua, chắc chắn vẫn phải mua cái này thì nó mới tăng được cái điểm. Phải nâng cấp cơ thì nó mới tăng điểm nha. Nếu mà không nâng cấp thì cũng không làm gì được. Đấy, được 100 cái vương miện rồi, nhưng mà vấn đề là phải có cái nâng cấp. Nâng cấp lên thì mấy cái battle pass này nó mới hoạt động này. Đấy, thấy chưa? Khoảng hơn 200.000 thôi. Amori Trader Van là cái gì đây? Đang giao dịch cái gì đây? Khá là hay. Mình sẽ chơi thêm một cái map, đó chính là Christmas Town. Map này map mà cỡ XL. Atlantis này. Nhiều map lắm. Realistic mode xong rồi các kiểu. Nhiều map lắm. Christmas Town. Đẹp phết nhé. Nào 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 nào. Christmas Town. Cái này nhầm được anh em ạ. Một bé. Một con, một con, một con. Đúng rồi, bị cái con gì nó cắn ấy. Con hình như là con ấy sao ấy. Cái này bắn súng nhầm anh em ơi. Dạng dạng kiểu súng nhầm ấy. Khá là khó nhìn nhỉ. Ô, bắn cái gì đấy nhỉ? Ô, nó bắn đâu ấy? Ui, bắn nó chạy hết lên cái kia rồi, làm sao mà bắn được đấy. Mình thì bắn ở tầm thấp. Đấy, nó hơi khó bắn ở đấy. Đây, đây, cái này. Chết, ui, thế sao mình cũng chết nhở? Thằng này nó bắn mic. À, cái con quạ của nó giết mình anh em ạ. Thằng nào. Đây, bắn cái này đi. Cho quen bắn cái này hơn. Ờ, phía trên đỉnh nha, phía trên đỉnh có một con nha. Đâu 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 đâu. Đang chiếm cái tháp đồng hồ rồi. Hiện tại không có ai, hiện tại không có ai, đây không có ai luôn. Mày ơ, tại sao mình cũng vẫn chết nhờ? Candy Ace, một cái dìu kẹo kìa. Hay ta. Tại sao mình vẫn chết ta? What? Tại sao mình vẫn chết với cái đấy nhờ? Không hiểu luôn. Ô, tại sao mình bị cái gì nó bắn rồi? Bay luôn trời rồi. Dị vãi. Bó tay luôn. Tại sao tôi vẫn chết vì cái gì đó? Giáp mặc vào này. Cho 46 giáp rồi. Thấy chưa? Đi tìm mấy cái bọn nó ở sau sau thôi. Bắn nó 16, 17 rồi kìa. 17 đều. Hay chưa? Hay. Anh em là bắn tốt thế nhỉ? Đây 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 đây. Draw, ơ sao hòa nhờ. Phát đấy sao không bắn chết được nó nhờ. Nó trâu thế cả. Cái vũ khí bình thì chưa ổn lắm. Mình giết được 3 mạng này. Chưa. Cho test thử mấy cái map kia nha. Hiện tại thì cấp mình cũng đang mắc rồi.
cũng chẳng lên được nâng cấp nữa. Có map Atlantis là ở của Aquaman đây, Atlantis Aquaman. Và chơi map này nữa xem, map này cũng có XL và cũng khá ít người chơi, cũng chỉ có ít hơn kia một chút thôi, cũng không phải khá ít mà là khá nhiều ấy. Atlantis bây giờ tự nhiên là mấy cái map này nó làm lại, làm mới nên là rất nhiều người chơi. Wow. Bay nhanh thế, đi nhanh thế. Một bé, ok. Ôi sao mình cũng chết luôn kìa. Bắn cận chiến với mình thì cái vũ khí kia nó không ăn thua. Ui, nó có giáp anh em ạ. Một con. Ui sổi ôi, bắn phát chết luôn à. À, cái này là bình thường. Cái vũ khí này bình thường thôi. 10, 16, sắp team mình có vẻ như là khá là tệ nhỉ. Ui. Nó có giáp à? Nó vẫn chết anh em ạ. Nó vẫn chết và mình cũng bị chết theo luôn. Chết mày đi nè. Rồng à. Không được, không kịp thay đổi vũ khí luôn. Cái vũ khí này mình chưa hồi hết. Đấy. 15-22. Mày vào đầu chết với tao. Ui dồi ôi, nó bắn như thế này cơ mà. Cái thằng này nó dã như thế này thì chịu thế quái là được. Revenger, chúng ta trả thù xong rồi. Đấy, này trả thù. Không được anh em ạ, nó vẫn chỉ dùng cái súng này nó dã người mình. Thế bị cáu. Chết mày đi Revenger, đi Fist. Vẫn thua nhưng mà chúng ta giết được khá nhiều, phải 5 mạng ấy. 9 mạng, ui, không phải 5 mạng đâu mà là 9 mạng nha. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Pixel Gun. Bye bye.